hướng xấu của 12 con giáp tránh phạm phải mới mong vận thế đi lên. Rất vui mừng lại được gặp lại quý vị và các bạn trong cái video tiếp theo trên kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, chúc quý anh chị thành công trong cuộc sống. Quý anh chị thân mến, trong video của ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn hướng xấu của 12 con giáp là cái hướng nào. Và chúng ta hãy tìm hiểu kỹ trong cái video này để có cái cách giải quyết phù hợp khiến cuộc sống của chúng ta trở nên thuận lợi hơn. Vậy thì hướng xấu của 12 con giáp là gì? Thì đây hẳn là cái vấn đề mà được rất nhiều người quan tâm, bởi nếu phạm phải những cái hướng xấu này trong cái xây dựng nhà cửa, văn phòng, ta sẽ gặp phải nhiều vấn đề không mong muốn, từ sự nghiệp, hôn nhân đến sức khỏe, vân vân. Và trong cái video này thì chúng tôi sẽ chỉ ra đâu là cái hướng xấu để các bạn biết cách để tránh xa những cái hướng này. Thứ nhất, đối với người tuổi Tý, đấy là hướng Đông Bắc. Người tuổi Tý cần tránh cái phương Đông Bắc, bởi hướng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các cái mối quan hệ xã giao của bạn, khiến bạn dễ xảy ra tranh chấp với đồng nghiệp cũng như mọi người xung quanh. Bạn sẽ thường xuyên cảm thấy cuộc sống của mình có quá nhiều áp lực, một khi gặp khó khăn cũng ít nhận được cái sự giúp đỡ của mọi người. Nhà ở phạm vào hướng này sẽ khiến tuổi Tý ngày càng cảm thấy tự ti, luôn cho rằng mình là người cô độc, không dám đặt ra những cái mục tiêu cao xa hơn trong sự nghiệp cũng như là cuộc sống. Và tuổi thứ hai, đấy là tuổi Sửu, hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam là hướng xấu đối với người tuổi Sửu, bởi hướng này sẽ khiến tài lộc của bản mệnh phải chịu ảnh hưởng lớn. Bạn khó tìm ra cách để cải thiện cái tình hình kinh tế của mình, các kế hoạch làm ăn dễ vướng phải nhiều khó khăn, việc ký kết hợp đồng cũng có nhiều bất lợi. Thông thường thì người tuổi Sửu xây nhà hoặc văn phòng ở hướng này dễ phải bôn ba kiếm tiền mà thu nhập thì không cao. Cho dù kiếm được một cái khoản kha khá cũng dễ phải tiêu tốn cho những cái sự cố bất ngờ xảy ra. Người nào mà có nhà ở cái hướng này thì cần phải có cái biện pháp hóa giải hướng nhà xấu theo phong thủy thích hợp nhất. Và tuổi thứ ba, đấy là tuổi Dần, hướng Đông. Người tuổi Dần không nên lựa chọn nhà nằm ở hướng Đông, bởi hướng này dễ ảnh hưởng đến tinh thần của bản mệnh, khiến bản mệnh thường xuyên cảm thấy chán nản trong công việc hoặc là học tập, dễ sa đà vào những cái thú vui tốn thời gian. Nếu vướng phải điều này, bạn sẽ khó có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên cũng như đồng nghiệp, mục tiêu đặt ra khó có thể thực hiện thành công. Đồng thời, cơ hội xuất hiện trước mắt cũng trở nên xa xôi, khó nắm bắt hơn vì cái năng lực không đủ. Thứ tư, đấy là đối với người tuổi Mão, là hướng Tây. Xem hướng xấu của 12 con giáp thì người tuổi Mão cần phải lưu tâm nếu nhà ở của bạn đang nằm ở hướng Tây, bởi hướng này gây ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của bạn. Bạn sẽ thường xuyên cảm thấy lười biếng và ý lại, không chủ động giành lấy cơ hội trước mắt, đồng thời cũng khó có thể xác định được mục tiêu cho mình, khiến bạn dễ đánh mất hào cảm của người làm lãnh đạo. Những người chưa có việc làm cũng khó tìm được một công việc phù hợp với mình để có thể phát huy khả năng, khiến tình hình kinh tế và chất lượng cuộc sống của bạn có dấu hiệu giảm sút. Thứ năm, đấy là tuổi Thìn, hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam là hướng người tuổi Thìn nên tránh, nhất là với những ai làm trong lĩnh vực kinh tế, bởi hướng này sẽ khiến bạn gặp nhiều vấn đề trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Bản mệnh cần phải cẩn trọng trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, kể cả vào cái thời điểm công việc của bạn lên như diều gặp gió. Tuy nhiên thì ảnh hưởng dễ thấy nhất là bạn thường chần chừ do dự, khiến cơ hội trôi qua do cái khả năng phán đoán không chính xác, dễ khiến bạn đưa ra những cái quyết định sai lầm. Trải qua nhiều lần như vậy, bạn sẽ dần cảm thấy bi quan bởi bản thân và đánh mất đi cái phương hướng. Và tuổi thứ sáu, đấy là tuổi Tỵ, hướng Tây Bắc. Người tuổi Tỵ nên tránh hướng Tây Bắc khi xây sửa nhà cửa. Nếu lựa chọn hướng này, tài vận của bạn sẽ dễ phải chịu ảnh hưởng, khiến bạn cứ mãi dậm chân tại chỗ. Bản mệnh vốn là người đặt ra mục tiêu rất cao cho mình, vì vậy mà tình trạng này sẽ kéo dài, dễ khiến bạn cảm thấy sốt ruột, bất mãn, thậm chí là đưa ra những cái quyết định táo bạo, không phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ phải tốn kém nhiều tiền hơn cho các cái phương diện trong cuộc sống, khiến của cái khó tích lũy được để thực hiện những cái kế hoạch xa xôi hơn. Và tuổi thứ bảy, đấy là tuổi Ngọ, hướng Đông Nam. Theo dõi hướng xấu của 12 con giáp thì hướng chung với người tuổi Ngọ là hướng Đông Nam, bởi hướng này sẽ gây ra nhiều cái trở ngại đối với cái sự phát triển sự nghiệp của bản mệnh. Vì vậy mà bạn không nên đưa ra những cái quyết định quan trọng khi đang ở cái vị trí này. Nếu phải xuất hành đi công tác theo hướng này, bạn cũng cần phải đặc biệt cẩn trọng để tránh xa những sự cố ngoài ý muốn.
Phòng làm việc ở hướng này cũng dễ khiến bạn gặp phải tiểu nhân hơn, khiến kế hoạch đã lập ra khó có thể thực hiện được như ý muốn. Và tuổi thứ 8 đấy là tuổi Mùi hướng Nam. Người tuổi Mùi nên cẩn thận nếu nhà ở của bạn đang nằm ở hướng chính Nam. Hướng này khiến bạn phải đau đầu xử lý nhiều cái tình huống bất ngờ phát sinh trong cuộc sống. Bạn thường rơi vào những cái tình huống tình ngay lý gian, khiến bạn phải chịu nhiều cái điều oan uổng, dễ bị người khác hiểu nhầm. Những lúc như vậy, bản mệnh thường sẽ trở nên tự ái hoặc nóng nảy, khiến mối quan hệ với mọi người lại càng trở nên căng thẳng hơn. Và tuổi thứ 9 đấy là tuổi Thân hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam dễ tác động đến sức khỏe của người tuổi Thân. Nhà ở hướng này khiến bản mệnh dễ phải chịu nhiều áp lực trong công việc và trong cuộc sống. Hơn nữa, chính bạn cũng không có ý thức giữ gìn sức khỏe của mình, thường xuyên thức khuya dậy sớm, làm việc quá sức. Đến khi nhận được các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì đã quá muộn hoặc phải tốn rất nhiều công sức cũng như của cải mới có thể chữa trị. Nếu ảnh hưởng nhẹ, bản mệnh cũng sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không có tinh thần thực hiện bất cứ công việc gì. Và thứ 10, đấy là tuổi Dậu hướng Bắc. Người tuổi Dậu cần phải cẩn thận với hướng Bắc, bởi đây là cái phương vị xuất hiện rất nhiều đào hoa xấu với bạn. Nếu không biết giữ mình, bạn rất dễ vướng phải những cái mối quan hệ phức tạp, tình huống xấu, còn gây ảnh hưởng đến cái cuộc sống hoặc là cái sự nghiệp của bạn. Những người đã lập gia đình thường xuyên tranh cãi, mâu thuẫn với nửa kia, còn những người chưa lập gia đình thì khó có thể tìm được một người như ý hoặc khó có thể duy trì các cái mối quan hệ của mình bền vững theo thời gian. Và thứ 11 đấy là tuổi Tuất hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam là hướng xấu đối với người tuổi Tuất, bởi hướng này tác động lớn đến cái phương diện tình cảm của bản mệnh, đặc biệt là những người độc thân. Bạn khó có thể biểu đạt những cái cảm xúc, suy nghĩ trong lòng mình, dù có yêu thương ai, cũng mất đi cái sự chủ động, dễ bỏ lỡ cơ hội đến với người ấy. Bạn cũng cần chú ý quan sát và đánh giá hơn, không nên đưa ra những cái quyết định quá chớp nhoáng, mà cần phải bình tĩnh, suy nghĩ, đánh giá để biết được điều mình thực sự mong muốn là gì, người mình thực sự cần là ai. Và 12 đấy là tuổi Hợi hướng Bắc. Người tuổi Hợi cần phải tránh hướng Bắc, bởi hướng này sẽ khiến bạn gặp phải tiểu nhân. Bản mệnh vốn là người đơn giản, dễ tính, không có lòng đề phòng kẻ xấu, nên dễ rơi vào lòng của những kẻ có mưu đồ hãm hại mình, khiến cuộc sống lâm vào nhiều cái chuyện rắc rối. Vì vậy mà nếu chẳng may nhà ở nằm ở cái hướng này, bạn cần phải chú ý những kẻ quá nhiệt tình tiếp xúc với mình, không nên dễ dàng tin tưởng người khác, đặc biệt là những kẻ nịnh bợ mình. Người làm lãnh đạo lại càng phải chú ý đến những cái việc này hơn. Và quý anh chị thân mến, trên đây đấy là hướng xấu của 12 con giáp cần phải tránh mới mong cái vận thế đi lên. Và mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được rất nhiều những kiến thức bổ ích trong việc chủ động đón lành tránh dữ trong cuộc sống. Và xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về tuổi của mình thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại cái lời bình luận bên dưới của video, và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Liên Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và cuối cùng xin được chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.